Nhưng mà không cố định được giờ, mà giờ nào mình rảnh là mình có thể thiền có được không thưa sư? Được. Như sư nói cái đề mục tùy niệm Phật là thậm chí là mình vừa làm việc, mình vừa nghĩ đến ân đức của Phật vẫn được. Nhưng mà đương nhiên là sư không có hướng, sư không có nói là quý vị làm vậy mà quý vị chứng thiền nha. Đừng có mơ cái chuyện đó, nhưng mà ít nhất mình gọi là cái gì ta? Có còn hơn không. Thì như sư nói đó, cư sĩ tại gia mà họ dành cái thời gian để họ nghĩ thiện, họ làm thiện rất là hiếm. Cho nên là có được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có còn hơn không. Đó. Nên quý vị dành được thời gian để mà quý vị suy tưởng về ân đức của Phật là tốt lắm rồi. Hoặc thậm chí sư nói đó, không có thời gian vừa làm việc quần quật như vậy đó, mà vừa suy nghĩ về ân đức của Phật vẫn được. Nó khác biệt với cái chuyện mà mình đọc hoài một câu, ví dụ như Nam Tông mình á, chứ sư không nói chỗ khác. Nam Tông mình Abraham Phật chọn lành, Abraham Phật chọn lành, Abraham Phật chọn lành, hay là Buddho 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 Buddho, quý vị biết một cái hạ như vậy nè, đọc riết mình quên. Có nghĩa là miệng đọc, đầu nghĩ tới cái chữ đó mà tâm không có đặt ở chỗ đó. Ai mà từng chơi cái trò này quý vị sẽ thấy một cái cảnh giới là đầu thì cứ là Buddho Buddho Buddho, Arahant Phật chọn lành, Nam mô A, Nam mô B, Nam mô Z, Nam mô Y gì đó, mà mình vẫn làm chuyện khác, vẫn suy nghĩ tới chuyện khác. Vừa niệm ở trong đầu nha, chứ sư không nói là niệm miệng, niệm trong đầu, vừa niệm trong đầu nha, mà đầu mình vừa nghĩ tới chuyện khác. Có ai mà chơi mà tập cái vụ đó mà lâu ngày đủ gì đạt tới cảnh giới đó, đó là vừa niệm mà vừa làm chuyện khác. Mà nhiều nơi họ còn lên tới một cái cảnh giới cao cấp hơn, là coi như là niệm Phật thụ động, có là để cho cái âm thanh á nó tự nó phát ở trong đầu của họ đó, họ không cần làm gì hết, âm thanh nó tự nó phát trong đầu họ luôn. Phải nói là cái cảnh giới nó cao cấp vô cùng, nhưng mà Phật không có trong lòng của mình. Nó là cái máy cassette, nó là photocopy, nó là con robot, nó không có một cái gì ở trong lòng của mình hết. Phật không có trong lòng của mình. Cho nên sư nói là quý vị có tụng cái kiểu đó 100 lần, 1.000 lần thì Phật cũng chỉ ở trên miệng quý vị thôi, trên môi quý vị thôi. Phật không có ở trong lòng quý vị. Chết rồi thì đi đâu thì vẫn theo nghiệp của quý vị thôi, chứ Phật không có Phật nào rước nổi hết trơn. Nhưng mà như vậy nè, khi mà quý vị nghĩ đến ân đức của Phật, ân đức của Phật nó bắt cái đầu quý vị phải làm việc. Tại vì nó không có một câu cố định. Quý vị cứ nghĩ đến những cái đức lành của Phật đi, nó thiệt nghĩ đến những đức lành của Phật đi, nó không có một câu cố định để quý vị nói theo, nó không có một công thức. Mình cứ nghĩ liên tục từ cái ý này nó chuyển qua cái ý khác. Cái những cái mà quý vị sư cho quý vị ghi đó là nó là những cái gợi ý để mà quý vị nương vào những cái gợi ý đó, quý vị tiếp tục quý vị suy nghĩ, nó bắt cho cái đầu của mình nó phải hoạt động, chứ nó không có bám vào một cái câu công thức nào hết. Cho nên không bao giờ có chuyện mà mình vừa nghĩ đến ân đức Phật mà mình vừa nghĩ đến chuyện khác. Thậm chí khi mình nghĩ đến chuyện khác là cái chuyện mình suy nghĩ về ân đức Phật nó biến mất liền. Cho nên đó là một cái lợi thế, có nghĩa là trí tuệ hoạt động đi kèm với đức tin. Thành ra đề mục tùy niệm Phật là một đề mục gồm có cả đức tin và trí tuệ đi kèm. Và quý vị có thể làm bất kỳ trong các hoạt động nào, ngay cả như khi đang tắm rửa, khi đang cắt cỏ, khi đang làm chuyện nấu ăn. Thay vì mình nghĩ tới chuyện này chuyện kia thì mình nghĩ tới ân đức của Phật, nó vẫn tốt. Còn đương nhiên nếu mà quý vị có thời gian rảnh rỗi thì quá tốt rồi. Ví dụ như trong lúc mà chờ giấy tờ, làm ra ngoài quỹ ban làm giấy tờ, ngồi chờ cả nửa tiếng đồng hồ, thay vì cầm điện thoại lên mình quẹt,
thì ngồi đó mình nghĩ tưởng về ân đức của Phật. Rồi khi mà mình chờ đợi một cái gì đó, ví dụ vô bệnh viện chờ lấy số, hoặc thậm chí có những lúc mình lên xe buýt mình ngồi mình chờ, chờ tới bến, thì những cái giây phút mình rảnh rỗi như vậy đó, quý vị vẫn có thể nghĩ tưởng về ân đức của Phật. Quý vị cứ làm đi, làm nhiều đi, xin nó ủng hộ quý vị làm nhiều. Tự nhiên á, là cái đời sống của chúng ta sẽ khác ghê lắm.